thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Hôm nay kính mời các vị lắng nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm Quang Minh Biến Chiếu phần tiếp theo. Thưa lục quý vị, kinh văn Đức Thế Tôn dạy như sau: Thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn? Xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Trước tiên chúng ta phân tích câu hỏi. Chúng ta nghe âm thanh, nghe tiếng động, nghe tiếng nói. Giới hạn khả năng nghe của chúng ta ở trong một chừng mực nào đó. Thấp hơn 8 hạt thì chúng ta có thể không nghe được. Hoặc âm thanh cao lớn với cái cường độ to lớn quá thì chúng ta cũng có thể không có phân biệt được nó là cái âm thanh gì. Và đây chính là cái tần số nghe tự nhiên của đôi tai chúng ta. Và trong cái phạm vi này chúng ta nghe âm thanh, nghe tiếng động, nghe tiếng nói, nghe tất cả mọi loại âm thanh. Nhưng mà làm sao để nói rằng chúng ta đạt đến cái chỗ nghe, chỗ chưa từng nghe là sao? Phương pháp này chúng ta làm sao để thành tựu? Thế Tôn dạy rằng Đại Bồ Tát lấy các là tướng của các thứ tiếng. Cái tướng tức là chẳng hạn như chúng ta nghe tiếng con voi nó tét lên một tiếng, hoặc là tiếng ngựa nó hí, hay là tiếng xe chạy, hay là tiếng máy bay, tiếng đoàn tàu. Chúng ta lấy một cái âm thanh như vậy, một cái tướng của âm thanh. Tướng âm thanh dĩ nhiên là tai chúng ta phải nghe, và chúng ta ghi nhận lại cái tướng âm thanh đó sau khi xe tàu chạy qua rồi, nhưng cái âm vang của tàu chạy đó vẫn còn tồn động ở trong lòng chúng ta. Đây gọi là chúng ta giữ được cái tướng của âm thanh. Hay nói cách khác, chúng ta nhớ lại những cái âm thanh nào mà nó có khả năng gây ấn tượng chúng ta từ nhỏ tới bây giờ. Chúng ta lấy một loại âm thanh như ở trong kinh gợi ý, đó là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng người, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng ống tiêu, tiếng ca, tiếng cười, vân vân. Nói chung đều trong phạm vi nghe âm thanh, nghe tiếng động, nghe tiếng nói, lấy một cái tướng âm thanh còn rớt lại ở trong lòng đó mà quán chiếu. Trên cơ sở đó tu tập. Do luyện tập nên có thể nghe tất cả tiếng của những địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới. Làm sao luyện tập nghe âm thanh như vậy mà nó đạt đến một cái trình độ kỳ diệu như thế? Pháp này cũng có thể là pháp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đầu tiên Bồ Tát Quán Thế Âm gặp Đức Quán Âm Như Lai, kính lễ Đức Quán Âm Như Lai làm thầy, được Đức Phật Quán Âm đó dạy cho cái phép Quán Nhĩ Căn Viên Thông, và Bồ Tát học theo. Ngài nghe âm thanh, nghe tiếng động, nghe tiếng nói. Ngài đi tìm kiếm cái chân tướng của âm thanh. Nó sinh ra từ người nói hay là từ lỗ tai nghe. Và cái bóng dáng của nó rơi rớt lại, cuối cùng đi tới đâu, vừa tới đâu. Và chúng ta thấy Ngài dùng tuệ giác của Ngài chiêm nghiệm cái tướng của âm thanh này. Đây gọi là phương thức tu tập Quán Nhĩ Căn Viên Thông. Chúng tôi đã dạy phương thức này rất là kỹ càng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu các vị có điều kiện nên nghe lại kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong phẩm Quán Nhĩ Căn Viên Thông thì chúng ta sẽ tương tận pháp môn này. Và kết quả của pháp môn này thành tựu giúp cho hành giả đó có thể nghe được tiếng địa ngục trong vô lượng đại thiên thế giới, chứ không dừng lại ở địa ngục trong thế giới ta bà, mà vô lượng đại thiên thế giới. Tai của vị này đều có thể nghe được những chúng sanh thống khổ trong địa ngục.
lại càng tu tập thêm nên được nhĩ kinh khác lạ. Nhĩ kinh khác lạ này Đại Bác Niết Bàn nói rằng nó khác hơn là thiên nhĩ của Thinh Văn Bích Chi Phật. Trước đây chúng tôi cũng có lần vô tình bắt gặp được thiên nhĩ của Thinh Văn Bích Chi Phật. Trong một lần sáng sớm độ chừng 4 giờ, chúng tôi nghe tiếng của các Phật tử chuyện trò gần tai. Trong cái trạng thái giữa ngủ giữa thức, chúng tôi có cái sự thắc mắc. Kỳ lạ tại sao các Phật tử nói chuyện lớn tiếng mà gần tai mình quá. Chúng tôi ngồi dậy thì âm thanh đó vẫn còn nghe. Và chúng tôi dõi mắt tìm xem là các Phật tử đang ở đâu. Thưa các vị, chúng tôi đang ngồi ở trong phòng. Tất nhiên làm sao nhìn qua được bức tường. Nhưng lúc đó hình ảnh của các Phật tử đang đi trên con đường cách chúng tôi gần 1 km. Họ nói cười rõ ràng, chúng tôi nghe giống như là đang nói chuyện trước mặt của mình. Chúng tôi thấy hơi lạ kỳ, không biết mình có bị ảo giác gì không. Chúng tôi lấy điện thoại lên để gọi cho một người, tại vì những người Phật tử đó là chúng tôi quen biết. Và quả thật gọi cho một người, vì Phật tử này thò vào ở trong cái túi, ở sau túi quần, túi áo. Chúng tôi thấy kỳ lạ. Và người Phật tử này cầm lên điện thoại, lại nói alo, sao thầy thức dậy sớm thế? Và chúng tôi nói rằng điện thoại đỡ đâu cũng không nhớ, đỡ túi trên hay là túi dưới cũng không nhớ là sao? Tại sao nói chuyện rỗng ráng mà không để cho thầy ngủ được? Thưa các vị, chúng tôi hỏi đùa như vậy, quá thật là người Phật tử này mới ngạc nhiên. Ủa, tại sao thầy biết con đi tìm cái điện thoại ở túi trên túi dưới? Lại có thể nghe được là tụi con đang nói chuyện gì? Thưa các vị, đó là lần đầu tiên mà chúng tôi trắc nghiệm. Hôm nay cỡ lại thì chuyện nó cũng đã qua lâu lắm rồi. Không phải cỡ điều này để nói lên một cái ý nghĩa gì đâu. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng trong sự tu tập, thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp những cái trạng thái nó kỳ diệu như vậy. Nhưng định lực của chúng ta không có kiên cố, do đó trạng thái kỳ diệu không được tự tại. Thành ra chúng tôi mới nói là vô tình gặp được một trạng thái đó. Nhưng trạng thái đó cũng không là gì so với một người sử dụng cái tướng của âm thanh, duy trì cái tướng của âm thanh, tu tập giống như là Bồ Tát Quán Âm. Vì vậy mà kinh nói rằng vì nhĩ căn thanh tịnh của nhị thừa, nếu nương tứ đại tịnh diệu của sơ thiền, thời chỉ nghe được tiếng cõi sơ thiền mà thôi. Nghĩa là gì? Tức là chúng ta nhị thừa Thinh Văn Duyên Giác đây, nương vào cái tướng tịnh diệu của sơ thiền là trạng thái ly dục ly ác bất thiệu pháp. Và do vậy mà chúng ta chỉ có nghe được cái âm thanh ở trong cõi sơ thiền chứ không thể vượt hơn. Kinh lại nói tiếp, tiếng của cõi sơ thiền chẳng nghe được cõi nhị thiền. Nhắn đến tứ thiền cũng như vậy. Tức là ở trong trạng thái khả năng dựa vào bốn đại thanh tịnh của sơ thiền, chỉ nghe được tất cả âm thanh trong cõi sơ thiền. Và tương tự như vậy, không thể nào nghe được âm thanh trên cõi nhị thiền, cõi tam thiền, cõi tứ thiền. Bởi vì mỗi cõi như vậy nó có một cái khả năng tịnh diệu siêu việt hơn, mà tâm chúng ta đang ở trong sự vọng động của cảnh thấp thô trược hơn, tất nhiên không thể cảm thấu được cái trạng thái siêu việt hơn đó. Kinh lại nói tiếp như sau, thưa liệt quý vị. Dầu có thể trong một lúc được nghe tất cả tiếng trong đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể nghe được tiếng ở trong vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới. Tức là nếu như ở trong cái sự tĩnh lặng tuyệt diệu của tứ thiền, nhĩ căn đạt đến chỗ thiên nhĩ có thể là nghe được âm thanh tịnh diệu ở trong đại thiên thế giới,
nhưng cũng không thể nào nghe được vô lượng hành hà xa thế giới. Chữ hành hà, từ hành hà là hành tức là sông hành đó, hà tức là hà là sông, mà hành tức là sông hành, xa tức là cát. Nói rằng là hành hà xa là chúng ta hiểu rằng là cát trên dòng sông hành, và nói hành hà xa thế giới là chúng ta hiểu rằng là cái số lượng thế giới nó nhiều giống như là cát trên dòng sông hành. Một hạt cát tượng trưng cho một thế giới, mà cát trên dòng sông hành rất mịn, rất nhỏ, mỗi hạt một thế giới, làm sao có thể đếm được bao nhiêu hạt cát trên dòng sông hành? Thì tất nhiên chúng ta cũng thế nào tính được bao nhiêu thế giới. Nhưng tai của một vị hành giả tu Đại Bát Niết Bàn có thể nghe được tất cả mọi loại âm thanh thống khổ của chúng sanh trong địa ngục với số thế giới nhiều như là cát trong dòng sông Hằng. Do nghĩa này nên gọi là Bồ Tát xưa chỗ chẳng được nghe mà nay được nghe. Đến đó thì chúng ta mới hiểu câu kinh này, chứ không phải có ai đó nói một điều hy kỳ lạ lẫm chúng ta chưa từng nghe, hôm nay nghe được, thì chúng ta nói rằng, à, ta mới nghe chuyện chưa bao giờ được nghe. Cái nghe đó, hiểu theo khái niệm như vậy là sai với kinh điển. Bồ Tát dầu nghe tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có cái tướng nghe, tướng nghe tiếng, chẳng có thường lạc ngã tịnh, thường chủ, tướng chủ, tướng y, tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả. Những chữ này chúng ta cần phải phân tích một chút. Bồ Tát dầu nghe tiếng tâm mà trong lòng vẫn không có tướng nghe. Nghe cái tướng như vậy, ví dụ như các vị nghe chúng tôi nói kinh Đại Bát Niết Bàn, âm thanh này vang đến tai của các vị và chữ Đại Bát Niết Bàn hiện lên ở trong tâm của các vị. Mặc dù chúng tôi không còn nói nó nữa, nhưng âm thanh đó cũng đã in lại một cái hình hài ở trong lòng. Trạng thái đó chúng ta gọi là tiếng tâm, tức là cái tiếng đó nó rơi rớt lại ở trong lòng của chúng ta. Tuy rằng có nghe tất cả tướng như vậy, nhưng mà cái tướng của âm thanh đó nó không còn nữa. Và trong đó chúng ta cũng không có gì, trong lòng vẫn không có tướng nghe. Nghe tiếng, trong lòng không có cái tướng nghe tiếng đó. Nó chẳng có tướng thường lạc ngã tịnh. Ở trong cái tướng đó nó không có tướng thường, tướng lạc, tướng ngã, tướng tịnh. Hay là cái tướng chủ, hay là tướng y. Cái tướng nào là chính, là tướng nào là nền tảng theo đó mà sinh ra. Hay là y cứ đó mà phát ra tiếng. Hoặc là tướng tác, tướng nhân, tướng định, tướng quả, tướng làm ra. Là tướng nhân sinh, nguyên nhân, hay là cái tướng người, hay là cái tướng an trú, hay là cái tướng của quả dị thục. Do nghĩa này nên các vị Bồ Tát xưa chỗ chẳng được nghe mà nay được nghe. Chúng ta nghe một đoạn kinh như vậy thấy nó rất là mệt mỏi, phải không thưa liệu quý vị? Bởi vậy cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn này các vị nghĩ xem là hai tập nó dày, độ chừng khoảng 1.500 trang giấy. Mỗi lần chúng ta học độ chừng có 2-3 trang, 3-4 trang là nhiều, không thể học hơn nữa. Có nhiều vị Phật tử đọc mãi rồi mà không hiểu gì cả, và giảng bộ kinh này cầm lên nó đã ngán rồi, đừng nói ngồi đó phát một đại tâm kiên trì bền bỉ từ ngày này sang ngày nọ giảng cho xong bộ kinh. Và hôm nay thưa các vị, chúng ta đã đi qua tới tập thứ 2, được 1/7 nội dung tập thứ 2 rồi. Tức là chúng ta đã đi hơn một nửa đoạn đường rồi đó. Với những cái ngôn từ hết sức là thâm diệu, cực kỳ khó hiểu. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn, lắng nghe, bền trí, tư duy, học hỏi, thì chắc chắn rằng những giáo nghĩa này chúng ta không có gặt hái được một chút lợi lạc nào. Và giờ đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã giới thiệu cảnh giới mà các vị Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Bát Niết Bàn xưa chưa từng nghe, nay được nghe là như thế. Tại sao có khả năng nghe như vậy? Bởi vì tất cả đều không ngoài trong sự tĩnh lặng. Chúng ta nói như thế này, nốt gọi là khoáng lặng giữa hai nốt nhạc.
hai nốt nhạc nó đều có thanh âm, nhưng mà nếu như không có cái khoáng lặng giữa hai nốt nhạc thì làm sao hai nốt nhạc kia có thể phát ra thanh âm? Tức là hai nốt chồng lên nhau nó thành một nốt rồi, hai âm thanh chồng vào nhau thì thành một âm thanh thôi. Tất nhiên nó không tạo ra một giai điệu. Cho nên khoáng lặng giữa hai nốt nhạc đó là điểm đặc thù mà các nhạc công, các nhạc sĩ phải để ý. Nhất là những ca sĩ giọng ca của họ có đầy đủ là bát phép, có đầy đủ mọi âm thanh. Mà chúng ta hòa âm mà chúng ta không đỡ cho một khoảng lặng, không đỡ cho một khoảng trống, hoặc là đỡ cho âm thanh của họ nó rơi vào trong một khoảng trống đó, đỡ cho âm thanh nó hiện lên một cách tròn trịa, thì vô tình nhạc cụ á, nó lấp đầy lên tiếng hát của ca sĩ, làm cho tiếng hát ca sĩ không còn giá trị nữa. Thành ra chúng ta để ý nhiều mặt như vậy mới thấy được cái cấu trúc của âm thanh nó thật là tuyệt diệu. Và một người tu tập ở trong Đại Bát Niết Bàn, trong cái sự tĩnh lặng vô ngôn đó, nghe tất cả mọi loại âm thanh. Cho một thí dụ nữa, chúng ta ở đô thị náo nhiệt, chúng ta sẽ không bao giờ nghe được một tiếng còi xe. Nhưng mà khi chúng ta ở tại miền quê, có một tiếng còi xe thôi là chúng ta thấy cả làng đều nghe. Tại sao như vậy? Bởi vì miền quê nó yên ả, có một tiếng động người ta đều phát hiện. Còn tai chúng ta đã quen với tiếng động náo nhiệt mỗi ngày ở đô thị thành phố, thì tất nhiên tâm chúng ta nó cũng chẳng có lưu ý tới gì nữa. Thành ra mặc dầu có bao nhiêu âm thanh người ta cũng không có còn nghe. Các Phật tử ở tại Mỹ Quốc về Việt Nam, nghe người ta lái xe bóp còi in ỏi tối ngày, nghe chịu không nổi. Nhưng mà các Phật tử ở tại Việt Nam thì nghe quen, nghe lâu rồi thành quen tai, nên thấy cũng không có ảnh hưởng gì cả. Âm thanh nói như vậy, ở đây chúng ta thấy một vị Bồ Tát, tâm của các ngài ra ngoài cái tiếng động và cái tướng của tiếng động đó, cho nên các ngài có thể nghe được cả hai động và tĩnh. Còn chúng ta thì ở trong động hoặc là ở trong tĩnh, bị vướng mắc ở trong này, cho nên không đạt đến cái trạng thái thớ nhập được tánh nghe thường hành. Tại sao nói tánh nghe thường hành thưa quý vị? Ở trong kinh Lăng Nghiêm có dẫn dụ một câu chuyện. Có một người nằm ngủ nghe ở nhà dưới, có người xách nước và có người giã gạo. Tiếng giã gạo thình thịch, tiếng xách nước chảy róc rách. Âm thanh đó nó vang vào ở trong tai của người ngủ. Người này không ngủ sâu, cho nên tai nó vẫn tiếp tục nhận lấy âm thanh, giải mã âm thanh, nhưng nó xử lý không có đúng đắn theo trạng thái lúc người ta thức. Do vậy mà trong giấc ngủ, người này sinh ra một ảo giác, thấy đã nghe được, là giống như mình cảm thấy mình nghe được là có một đàn ngựa 500 con chạy qua một dòng suối. Như vậy âm thanh nó, khi chúng ta thức nó mình cũng nghe, khi chúng ta ngủ nó cũng nghe. Nó, sự tồn tại của nó không có lệ thuộc vào lúc chúng ta thức hay là ngủ. Cho thí dụ dễ hiểu hơn, chẳng hạn như chúng tôi đưa bàn tay lên, các vị nói rằng tôi đã thấy bàn tay của thầy. Và chúng tôi không đưa bàn tay, chúng tôi hỏi rằng các vị có thấy không? Tất cả các vị phải trả lời rằng á, là thấy không có bàn tay. Như vậy có bàn tay thì thấy có bàn tay, không có bàn tay thì thấy không có bàn tay. Cái khả năng thấy đó nó không lệ thuộc vào sự hiện hữu hay mất đi của bàn tay. Thậm chí đôi mắt của chúng ta không còn phân biệt được màu sắc, nhưng mắt nó cũng có thể là phân biệt được một màu đen. Cho nên người mù mắt thấy thế giới này là một màu đen. Vì vậy cho nên chúng ta thấy khả năng thấy nó cũng không có lệ thuộc vào
đối tượng nó thấy và lệ thuộc vào sự tồn tại hay không có của mắt. Thì nghe nó cũng vậy, thấy cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc cũng vậy. Đây chính là những khả năng thường hành. Nhưng khổ thay chúng ta không có khai phá và sống được với khả năng thường hành, vận dụng được khả năng thường hành này. Chúng ta lại sống ở trong khả năng sinh diệt. Do đó cho nên chúng ta bị cái khổ sinh diệt làm cho mình điên đảo. Còn khi chúng ta đi vào tu đại niết bàn, tức là chúng ta sống ở trong cái sự thường, gọi là trong cái trạng thái bất diệt. Cho nên nó phát huy được cái tánh nghe siêu việt mà lỗ tai của vị Bồ Tát này có thể nghe được vô lượng hằng hà xa thế giới. Những đạo lý như vậy, thưa các vị, nó mang tính khoa học rất là cao. Kinh điển thì nói đơn sơ như vậy, nhưng chúng ta am hiểu nhiều mặt, chúng ta phân tích tường tận, chúng ta mới thấy được giá trị của nó. Lúc bây giờ, cao quý Đức Vương Bồ Tát mới bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Phật nói, Bồ Tát chẳng thấy có tướng định, không tướng quả, thời không được đúng. Vì trước kia Như Lai nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn này, thời quyết định thành vô thượng Bồ Đề. Giờ đây sao Như Lai lại nói là không định không quả? Nếu được vô thượng Bồ Đề, thời chính là tướng quyết định, chính là tướng quả. Sao lại nói rằng không định không quả? Vì nghe tiếng ác, thời sanh tâm ác. Vì sanh tâm ác, thời đọa tam đồ. Nếu đọa tam đồ, thời là định quả. Sao lại nói rằng không định không quả? Câu hỏi của cao quý Đức Vương Bồ Tát hết sức là tuyệt diệu. Và chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe câu trả lời của Đức Thế Tôn. Thế Tôn khuyên rằng: lành thay, ông có thể thưa hỏi như vậy. Giả sử chư Phật nói các âm thanh là có tướng định quả, đây thời chẳng phải là tướng chư Phật, mà là tướng ma vương, là tướng sanh tử, là tướng xa lìa Niết Bàn. Tại sao như vậy thưa quý vị? Thế Tôn nói liền lập tức, giả như chư Phật mà chúng ta nghe được rằng đây tính là cái tướng định, đây là cái tướng đây thời chẳng phải, đây là tướng định, tướng quả, cái tướng thiền định, tướng an trú, tướng không lay động, hoặc là cái tướng nhân quả như vậy, như vậy. Nếu như ai tuyên bố như vậy, mặc dù người đó có mang hình hài của một Đức Phật đi nữa, thì Thế Tôn nói, các ngươi cũng phải biết, đó chính là ma vương. Đó là sanh tử, không phải là tướng Niết Bàn. Chúng ta cẩn thận vô cùng khi lắng nghe những câu kinh này. Một người học Phật nhìn thấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của một đấng xuất thế, hiện thân khai thị pháp yếu. Chúng ta cứ ngỡ đó là Phật, nhưng ma cũng có thể giả Phật được. Chúng tôi thường khuyên với đại chúng, chiếc áo cà sa không thể làm nên người tu sĩ. Cho nên không phải thấy người khoác áo cà sa, chúng ta gọi đó là tu sĩ. Nhưng khổ thay, người tu sĩ không thể thiếu chiếc áo cà sa. Chúng tôi nhắc lại, chiếc áo cà sa không thể làm nên người tu sĩ. Làm nên người tu sĩ hay không là tâm hồn, suy nghĩ, việc làm và lời nói của người đó. Tác dụng, suy nghĩ, tác dụng của việc làm, tác dụng lời nói của người đó đưa đến thiện, đưa đến giải thoát, đưa đến Niết Bàn. Đó mới chính là một tu sĩ. Và chúng ta không có nên nhầm lẫn, cứ hễ thấy ai mặc áo cà sa chúng ta nghĩ họ là tu sĩ. Phật có 32 tướng tốt, chúng ta thấy con người có 32 tướng tốt, chúng ta nói đó chính là Phật. Như vậy, thiên ma ba tuần cũng có 32 tướng tốt, vua trời đế thích cũng có 32 tướng tốt. Thế là chúng ta sẽ bị nhầm lẫn ngay. Cho nên Đức Thế Tôn nói, nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy sắc, dùng sắc mà cầu thấy ta, nếu như lấy đi vào tìm kiếm trong âm thanh mà cầu thấy ta, nhược dĩ sắc kiến ngã dĩ âm thanh cầu ngã, dùng âm thanh mà cầu thấy ta,
Người đó là người hành tà đạo, không bao giờ thấy được Như Lai. Thế Tôn khẳng định rằng ai thấy tất cả tướng không có tướng, đó là người thấy Pháp. Người thấy Pháp là thấy ta. Cho nên tất cả tướng ở thế gian là tướng sanh diệt. Làm sao có cái tướng định, làm sao có tướng quả? Nếu như ai tuyên bố đó là tướng định tướng quả, thì đó là ma vương tuyên bố chứ không phải Như Lai. Không phải là đạo lý Niết Bàn. Câu kinh này Thế Tôn khẳng định ngay lập tức cho chúng ta qua câu hỏi của Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Thế Tôn giải thích rằng vì tất cả chư Phật chỗ nói ra không có tướng định quả. Ví như dùng lưỡi dao sáng soi mặt người, dựng đứng thời thấy mặt dài, để ngang thời thấy mặt rộng. Do nghĩa đây nên chư Phật phàm nói ra không có tướng định quả. Tùy nghiệp của chúng sinh mà nhìn thấy, như trăng trên bầu trời chiếu soi xuống ở dòng sông. Chúng ta đi trên bờ, chúng ta đi hướng đông thì thấy trăng đi theo mình. Người đi hướng tây lại thấy trăng cũng đi theo mình. Trăng trên bầu trời chỉ có một, tại sao người hướng đông, người hướng tây, trăng đều đi theo? Cho nên chúng ta hãy chiêm nghiệm tùy nghiệp, tùy duyên mà chúng ta thấy hình hài, mọi thứ nó có sự khác biệt. Vì vậy cho nên ở đây, Thế Tôn lại đưa ra như là một cái lưỡi dao dài mà bóng loáng, chúng ta soi lên mặt thì thấy mặt mình dài, đỡ theo chiều dọc thì thấy mặt mình dọc theo. Cho nên Phật nói không có tướng định quả, đại Niết Bàn thiệt chẳng phải là kết quả của tiếng. Đại Niết Bàn không phải là kết quả của tiếng. Ngày xưa chúng tôi có một giai đoạn sáng tác Pháp Nhạc Âm, chúng tôi dĩ văn tái đạo, dùng âm thanh, dùng văn tự chuyển tải đạo giải thoát. Cũng giống như Đức Thế Tôn ngày xưa, Ngài nói rằng cảnh giới ta chứng đắc vượt khỏi ngôn ngữ, mà tất cả hữu tình thế gian trao đổi hiểu biết đều dựa trên ngôn ngữ. Vậy thì làm sao có thể dùng ngôn ngữ miêu tả cho được cảnh giới siêu việt khỏi ngôn ngữ? Đây là một điều khó khăn vô cùng. Nhưng thưa các vị, nếu như rời khỏi ngôn ngữ rồi, người ta còn gì để mà trao đổi thông tin, tâm lý tình cảm, thể hiện những cái giáo nghĩa truyền trao được đây? Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy âm thanh nó chỉ là phương tiện dẫn dắt chúng ta vào đạo mà thôi. Còn chân tướng của đạo thì nó vượt khỏi âm thanh. Vì vậy mà chúng tôi dùng Pháp Nhạc Âm. Có một vị Phật tử nói rằng chỗ siêu tuyệt của đạo là vượt khỏi ngôn ngữ, mà dùng âm nhạc để miêu tả đạo, liệu nó có biểu hiện được sự thành tựu hay không? Chúng tôi nói rằng trong một ngôi nhà có rác thì chúng ta phải lấy chổi quét. Mục đích chúng ta cần nhà sạch chứ không phải chúng ta cần cây chổi. Nhưng để cho nhà sạch thì chúng ta vẫn phải tìm chổi mà quét nhà. Cho nên chúng tôi có nói quét ngang bờ huyễn tướng, cát bụi cuốn tơ vương. Quét ngang cái cõi mộng này cho các gọi là cát bụi nó cuốn hết tất cả tơ vương. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta quét ở trong trạng thái công phu sâu thẳm, quét y như là một thiên thần quét lá. Anh ta say với những ca khúc phạm âm. Khi ngôi nhà sanh tử đã sạch phao, anh ta buông chổi bên cõi mộng, bước lên bờ tịch không. Đó là bờ Niết Bàn vén lặng. Phải buông chổi bên cõi mộng. Vậy thì cuộc đời là mộng, ôm lấy cõi mộng làm sao giác ngộ? Cho rằng chổi là thật thì làm sao đến với Niết Bàn? Cho nên phải buông chổi bên cõi mộng mà thôi. Thành ra ở đây chúng ta thấy
Trong kinh này nói rất là rõ, đó là Niết Bàn. Nó không phải là gì? Nó không phải là cái kết quả của tiếng, nhưng phải dùng âm thanh tiếng nói để mà truyền trao chánh pháp. Giả sử Niết Bàn là quả của tiếng, thời Niết Bàn chẳng phải là cái pháp thường trú. Ví như những pháp ở trong đời theo nhân mà sanh, có nhân thời có quả, không nhân thời không quả. Vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường, nhân cũng làm quả, quả cũng làm nhân. Do nghĩa này nên tất cả pháp không có tướng nhất định. Tất cả pháp không có tướng nhất định, đó chính là tướng của các pháp hữu vi trong cuộc đời vô thường này. Và chúng ta cũng thường nghe nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì dòng nước luôn trôi chảy. Dòng nước luôn trôi chảy, làm sao nó ngưng động lại để chúng ta có thể tắm được hai lần? Vì vậy cho nên các pháp là vô thường. Mà nói đến cái tướng của âm thanh hay là tướng của các pháp thì phải hiểu nó là cái tướng của vô thường, mà vô thường thì không nhất định. Giả sử Niết Bàn này từ nhân mà sanh, vì nhân vô thường nên quả cũng vô thường. Nhưng Niết Bàn chẳng từ nhân mà sanh, thế Niết Bàn chẳng phải là quả, vì thế nên Niết Bàn là pháp thường trụ. Câu kết luận của đoạn kinh cho chúng ta thấy rằng giả sử Niết Bàn nhân từ sanh, từ nhân mà sanh tức là gì? Là từ cái công phu tu tập của chúng ta, từ quá trình nỗ lực học khổ giáo pháp và siêng năng làm thiện của chúng ta mà thành tựu. Và vì nhân vô thường nên quả nó cũng vô thường đi. Nhưng ở đây Niết Bàn chẳng phải từ nhân mà sanh, Niết Bàn chẳng phải là quả, vì thế nên Niết Bàn là thường trụ. Chúng ta hiểu rằng khi củi hết thì lửa tắt. Lửa tắt rồi làm sao chúng ta có thể tìm ra được dấu vết của nó đi đâu vào đâu? Ngọn lửa sau khi đã tắt nó tan vào đâu, làm sao chúng ta tìm được dấu vết? Cho nên tất cả mọi phương pháp chỉ là phương tiện giúp chúng ta đạt đạo. Khi đạo đã đạt rồi thì tất cả mọi phương tiện đó chỉ là hư huyễn mà thôi. Do nghĩa đây nên thế của Niết Bàn là không định không quả. Đó chính là những câu kết luận ở trong cách trả lời của Đức Thế Tôn. Và Ngài dạy rằng, này thiện nam tử, luận về Niết Bàn cũng có thể nói là định, cũng có thể nói là quả. Niết Bàn của tất cả chư Phật là thường lạc ngã tịnh nên nói là định. Không sanh già hư hoại nên gọi là định. Những điều như vậy chúng ta có chấp nhận hay không? Ở trên một mức nào đó, Niết Bàn từ khái niệm thì chúng ta nói rằng nó là pháp thay đổi. Nhưng rõ ràng tự tánh thanh tịnh của Niết Bàn nó là một thể thường lạc ngã tịnh. Mà nó đã thường lạc ngã tịnh thì nó bất di bất dịch, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất khứ bất lai, bất sinh bất diệt. Cho nên trong trạng thái này nó chính là định. Và nó đã định như vậy, nó không phải là cái pháp sanh già hư hoại nên cũng gọi nó là định. Hàng nhất chiến đề phạm bốn tội nặng. Nhất chiến đề tức là người không bao giờ có ý nghĩ tốt lành. Bất cứ nghĩ cái gì anh cũng đều nghĩ tổn hại cho người khác. Phạm bốn tội nặng gọi là sát đạo dâm vọng, hủy bán đại thừa. Giáo pháp đưa đến trạng thái thành tựu thẩm thâm vi diệu mà chúng ta hủy bán, cũng giống như một ý nghĩa lợi lạc to lớn cho quần sinh chúng ta bác bỏ. Chúng ta chỉ cần một ít lợi ích cho một cái nhóm nhỏ nhỏ mà thôi. Niết Bàn, đại Niết Bàn là hướng tới lợi ích bao la. Hoặc là một người tạo tội ngũ nghịch, tức là tội giết cha giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoại hòa hợp tăng và làm cho thân Phật bị tổn hại chảy máu. Năm tội đó chắc hẳn phải đọa trong địa ngục A Tỳ. Nhưng mà một khi họ rời bỏ bốn tâm, tức là họ rời bỏ cái tâm ác đó, thời quyết định họ cũng đặng Niết Bàn.
Cho nên nói đó là đến. Kinh lại nói tiếp như sau, thưa liệt quý vị. Này thiện nam tử, như ông vừa nói, nếu có người nghe một chữ, một câu kinh Đại Niết Bàn, thời đẳng vô thượng Bồ Đề. Đối với nghĩa này, ông còn chưa hiểu rõ, ông nên lắng nghe. Nếu có người nghe một câu, một chữ kinh Đại Niết Bàn, trong tâm chẳng có quan niệm, tướng chữ, tướng câu, chẳng có tướng nghe, tướng Phật, tướng nói Pháp, đây gọi là tướng vô tướng. Mà tướng vô tướng, do vì tướng vô tướng, cho nên đẳng vô thượng Bồ Đề. Đến đây chúng ta liên tưởng tới những bài pháp thoại của Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Các vị nên tìm hiểu một chút xíu, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma dạy những gì, biên tập như thế nào. Những tài liệu này đại đa số Phật tử chúng ta ít quan tâm. Chúng tôi cũng có cơ duyên đọc được những bản, những lời dạy này. Và chúng ta thấy nếu như không khéo hiểu, chúng ta rất dễ sinh tâm điên đảo. Chẳng hạn như Tổ nói rằng ta là Phật, ta vốn dĩ là Phật, mà là một vị Phật thì không bao giờ có vị Phật nào lầm lỗi cả. Vì vậy cho nên ta chẳng cần phải giữ giới. Giữ giới là chỉ dành cho những người phạm tội. Một người không có phạm tội, việc gì phải giữ giới? Ngài nói rằng tất cả những trò giảng kinh thuyết pháp, bày ra các thể thức lễ nghi, chỉ là những trò lừa bịp quần chúng. Bởi vì tự tánh của hữu tình luôn trong sáng giác ngộ, Tại sao phải cần thuyết giảng mới có thể thanh tịnh? Chúng ta nghe những lời dạy như vậy, những tuyên bố như vậy, chúng ta rất dễ sinh tâm điên đảo. Ta là một Đức Phật, ta là một sự giác ngộ tối thượng, cho nên ta không cần thiết gì phải lạy bất cứ Đức Phật nào. Nhưng thưa các vị, chúng ta là phàm phu thường sống trong sự lầm lỗi, sống ở trong cái kiếp điên đảo thô trược, cho nên chúng ta cần lễ Phật, chúng ta cần lắng nghe chánh pháp. Và ở đây một lần nữa chúng ta thấy lời dạy của Tổ sư đạt đến chỗ viên mãn rốt ráo. Đó là gì? Đó là người nghe một chữ, một câu trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà ở trong tâm chẳng có quan niệm tướng chữ, tướng câu, tướng có, tướng nghe, tướng Phật, tướng Pháp. Ở trong tâm như vậy, đây gọi là tướng vô tướng. Ai thấy tất cả tướng không có tướng, đó là thấy Pháp. Mà thấy Pháp tức là thấy ta. Mà ta là gì? Đó chính là cảnh giới vô thượng Bồ Đề. Cho nên kinh nói rằng do đó vô tướng nên đẳng, do tướng vô tướng nên đẳng vô thượng Bồ Đề. Chúng ta đọc những câu như vậy, chúng ta thấy mới chấn động trong tâm mình như thế nào. Không có gồm thâu hết tất cả những tạng kinh Nam Bắc truyền, không gồm thâu những thánh điển, thì chúng ta rất là khó liễu ngộ được lời dạy này. Kinh nói rằng này thiện nam tử, như ông vừa nói, vì nghe tiếng ác mà đến tam độ, nghĩa đó không phải. Cho thí dụ, giống như là chúng ta nghe một người nói tiếng ác, họ xúi mình làm bậy và mình làm theo, cho nên mình chuốc lấy cái quả báo đọa trong địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Ngày xưa chúng tôi hướng dẫn cho một người Phật tử nóng tính. Nghe chúng tôi mới ra trụ trì giảng kinh Địa Tạng, cô Phật tử khát khao học đạo, tìm tới học và thích thú vô cùng. Thưa thầy, từ đây về sau con nguyện là con sẽ không có chửi mắng với ai, không có đôi co với ai. Con hứa với thầy và đại chúng như vậy. Và sau đó thì cô đi về nhà của mình. Và khi cô về nhà, gặp một cái cô gái hàng xóm. Cô thấy
Cô gái hàng xóm này thấy cô mặc áo tràng đi về, cô gái hàng xóm mới thấy ngạc nhiên và nói trong một câu: "Bà mà tu hả? Bà tu mà bà thành Phật á, tôi đi cái đầu dưới đất. Bà tu có tu hú thì có cho tu cái gì?" Chúng ta thấy là tiếng ác lọt vô tai của bà. Trong tâm bà nó phiền não vô cùng, nhưng mà mới có phát nguyện với chúng tôi tại chùa, bây giờ làm sao? Thôi thôi, cầu nhịn chín cầu lành, yên lặng đi vô nhà. Ngày hôm sau tu tập về, cô gái hàng xóm này thấy hôm qua tại sao không nói gì cả. Cô này lại kiếm chuyện nữa. Trước đây bà hay nói lắm mà, sao bây giờ tu mấy ngày trở thành người câm? Và bà chẳng biết làm sao, bà vô bà lạy Phật. Bà nói: "Thưa Phật, Phật quan hỷ thông cảm cho con nghỉ tu 10 phút để con giải quyết cái con mất dạy này." Thì kính thưa các vị, chúng ta thấy ở trong tâm bà như thế nào? Rõ ràng tâm của bà nó bị cái tiếng ác đó nó kích động, nó kích động. À, tiếng ác mà do vậy cho nên trong tâm nó khởi sân. Nếu như mà dừng lại trong một chừng mực nào đó thì còn phần đành, nếu đi vượt quá thì sẽ chuốc lấy những cái quả báo tam đồ ác đạo. Đó là những cái nghiệp nhân mà quả báo của nó dẫn chúng ta vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên kinh này nói phải biết quả này là do ác tâm. Rõ ràng nó chẳng phải là tiếng ác đi vào trong tam đồ. Tiếng ác, tiếng thiện vốn chỉ là âm thanh mà thôi. Còn cái tâm ác của chúng ta do duyên vì nghe tiếng ác đó khởi lên, và cái duyên đó nó kiết sử dẫn dắt chúng ta hành động, tạo nhân tạo quả, đưa chúng ta vào trong địa ngục. Vì như có người nghe tiếng ác mà tâm chẳng sanh ác, đây gọi là đối cảnh vô tâm. Nghe tiếng ác, biết người ta nói tiếng ác, nhưng mình không có khởi tâm ác, đây gọi là đối cảnh vô tâm. Chúng ta còn nhớ vị thiền sư nào nổi tiếng trong Phật giáo nói một câu: "Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền." Đối cảnh mà không khởi tâm, anh không cần phải hỏi thiền là gì nữa. Ở trong trạng thái đó anh chính là thiền. Nhưng khổ thay chúng ta, đối cảnh sinh tâm. Cảnh thế nào tâm chúng ta sinh thế đó. Cảnh vui chúng ta vui, cảnh lạc chúng ta lạc, cảnh nghịch chúng ta điên đảo theo. Rõ ràng đối cảnh sinh tâm chứ không vô tâm được. Cho nên chúng ta phải học đạo. Học để chi? Để đến chỗ đối cảnh vô tâm. Ở đây chúng ta nói rằng rõ ràng từ tâm khởi mà chiêu cảm tam đồ chứ không phải do âm thanh kia. Nhưng chúng sanh do nơi phiền não ác tâm quá nhiều mà phải sanh vào ba đường ác, chẳng phải là do nơi tiếng ác. Do cái ác tâm chúng ta nó quá nhiều, chiêu cảm chúng ta đi vào con đường ác. Chứ thực sự không phải do cái tiếng ác đó mà xô chúng ta, đẩy chúng ta vào ở trong địa ngục, ở trong khổ đau. Nếu có tướng quyết định, những người nghe tiếng ác lẽ ra tất cả đều sanh tâm ác. Nhưng nay nghe tiếng ác mà có người sanh tâm ác, có người chẳng sanh tâm ác. Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Chúng ta thấy chúng ta đối diện với những cái âm thanh ác, nhưng có khi chúng ta nghe nghe chúng ta khởi tâm ác, có khi chúng ta không khởi. Hoặc là âm thanh ác đó nó có khả năng chi phối tâm thức của người này mà không chi phối tâm thức của người kia. Một câu chuyện phổ biến trong Phật giáo. Bà lão người Bà La Môn sáng ăn no đến mắng Phật. Vì sao? Bị Phật thuyết giảng khiến cho các chúng đồ Bà La Môn đi theo Thế Tôn hết trơn. Thành ra vị này đến mắng mắng Phật, mắng từ sáng cho tới trưa Phật không nói gì cả. Ông vừa ăn cơm rồi ra mắng nữa. Mắng tới chiều và ông ngạc nhiên nói rằng: "Này Sa Môn Cù Đàm, tại ông có tai hay không?
Lúc bây giờ Thế Tôn nói là ta có tai. Ông có điếc không? À, không, ta không có điếc, ta nghe rất rõ. Tại sao từ sáng giờ ta mắng ông mà ông không nói tiếng nào? Thế Tôn lúc bây giờ bèn nói rằng: như một người làm cơm đãi khách, khách không nhận, người chủ nhà phải xử lý thế nào? Khách không nhận thì chủ nhà mang về thôi. Phật nói cũng thế. Từ sáng giờ ngươi đem tất cả những tiếng ác tặng cho ta, ta không nhận, ngươi hãy mang về đi. Đức Thế Tôn không có bị phiền não. Tâm của ngài không sinh, không sinh, nhưng mà tiếng ác vẫn có đó, nhưng mà tâm ngài không sinh. Còn chúng ta thì tiếng ác khởi, tâm chúng ta sinh theo. Cho nên chúng ta bị trôi trong một tiếng ác. Từ đạo lý này mà chúng ta thấy Thế Tôn dạy rằng nên biết rằng tiếng không có tướng quyết định. Do vì không có tướng quyết định nên dầu nghe tiếng ác mà chẳng sanh tâm ác. Bạch Thế Tôn, tiếng nếu không quyết định, cớ sao Bồ Tát nay định chỗ chưa từng nghe? Chỗ nghe chưa từng nghe. Tại sao? Bởi vì nó cái tướng không quyết định, mà nó không quyết định thì sao? Thì nó dừng lại ở trong cái phạm vi đó thôi. Tại sao bây giờ lại có thể nghe được cái tiếng chưa từng nghe, nghĩa là thế nào? Thế Tôn nói rằng: này thiện nam tử, tiếng không có tướng quyết định này làm cho Bồ, nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chỗ xưa chưa nghe. Do nghĩa này nên nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe. Có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng tiếng không có tướng quyết định. Bởi vì nó không quyết định cho nên chúng ta mới có thể nghe được chỗ không không được nghe, chưa từng nghe. Còn nếu như nó đã có tướng quyết định thì chúng ta không thể nào vượt qua khối phạm vi của nó. Một hôm nọ, Đức Thế Tôn lấy một ít đất bỏ lên ngón tay của mình và nói với Tôn giả A Nan rằng: này A Nan, đất trên ngón tay của ta so với đất trên quả địa cầu này như thế nào? Bạch Thế Tôn, đất trên tay của ngài rất là ít, làm sao có thể so được với đất trên quả địa cầu? Thế Tôn nói như sau: cũng như vậy này A Nan, ở trong cuộc sống này, ở trên thế giới này, nếu như có một cái gì nhỏ xíu như đất trên tay của ta mà không bị biến đổi, không có bị thiên lệch, mà nó là bất di bất dịch, thì vĩnh viễn phạm hạnh không bao giờ được thành lập. Tức là không ai có thể tu chứng quả thành Phật, không ai có thể đắc quả A-la-hán. Nhưng qua đó chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã thành Phật, các vị La-hán đã thành đạo. Cho nên tất cả mọi loại đều là vô thường. Nhờ đặc tính vô thường đó mới có thể giúp chúng ta chuyển hóa từ một phàm phu thành thánh, từ người xấu thành người tốt, từ người thấp kém thành người cao thượng. Chứ còn nếu nó là bất di bất dịch thì cỡ như chúng ta không thể nào làm được gì trong bất di bất dịch đó. Lời dạy rất là rõ ràng: tiếng không có tướng quyết định nên làm cho Bồ Tát nay được nghe chỗ xưa chẳng nghe. Nhờ đó, nhờ cái vô thường đó mà chúng ta mới thấu hiểu được âm thanh trong cõi Niết Bàn. Còn nếu như nó không có vô thường, nó bất di bất dịch, thì chúng ta phàm phu mãi là phàm phu, người xấu xa mãi là xấu xa, không bao giờ có thể thay đổi được. Do nghĩa này nên Như Lai nói xưa chỗ chẳng nghe mà nay được nghe là như vậy. Trân trọng cảm ơn đại chúng đã lắng nghe nội dung này. Chúng ta cứ tiếp tục mỗi Chủ nhật và thứ ba hàng tuần để chúng ta tiếp tục trọn vẹn với kinh Đại Bát Niết Bàn. Trân trọng kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc. Phật hiện thân ở đời đàm bát, vạn vật đều vô thường.
dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đâu.